Thì bây giờ anh Hải ra luôn rồi ha. Rồi em chào anh Hải nha. Chào anh chị. Rồi bây giờ là đi qua bên kia ha. Rồi bây giờ mình chạy gấp thôi. Bây giờ mấy anh em chạy bộ chạy bộ đường tắt. Rồi để qua ghi hình cho bà con cô bác xem nha. Rất là cực khổ luôn, cho nên bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho 15m Bình Dương nha. Trời ơi, chú Tiểu Khang chạy quá trời chạy kìa. Xe bốn bánh sao đi nhanh bằng mình đi đường tắt được. Cứ từ từ thôi em. Mẹ lên, bữa giờ không có miếng wheel nào á. Khổ quá. Khổ. Ủa, anh đâu dạng đi nào lẹ vậy? Sao anh biết đứng chỗ này mà anh đứng đây anh chờ? Xe đang đến nhau vậy. Đây chiếc xe này đây. Ôi, bé Bun kìa, bé Bun kìa. Ôi, bé Bun tới. Ô, em chào anh Nguyên Vũ. Chào anh Vũ. Dạ anh chào chị Lon. Mình quẹn này quay gì vậy ta? Né. Anh Nguyên Vũ đến cùng với chị Hồng Loan, vậy là đúng như dự đoán của em rồi. Thật sự luôn. Quá đỉnh luôn. Quá đỉnh. Hồi sáng dự đoán đúng y chang mà đúng thiệt. Có ekip hỗ trợ. Quá dữ. Hả? Đây. Bữa nay thì nắng dữ ta. Dạ ông Dạo lấy cái bông giùm cho anh Dạo. Dạ. Lấy ra hai là có cái dĩa khác không? Có dĩa khác mà lấy dĩa khác. Dạ. Lấy dĩa khác để bên đó. Lấy cái dĩa của anh, cái dĩa vàng á. Thành Nguyên Vũ là có nguyên cái chậu bông luôn ha, đẹp quá trời đẹp. Dạ mấy hôm nay chị ba hôm rồi. Tới bữa cũng lâu rồi đó chị. Nắng quá ha. Anh ra máng đi. Không được đâu. Trời ơi, hai con gà, ba con luôn. Ba con gà. Bốn con gà, năm con gà luôn.
mấy con? 5 con gà. 5 con. 5 gà. Chị cái cây đó bạn có này. Rồi nó lắc hồi chồng đây. Dạ. Anh nào Nguyên Vũ. Nói gì cái độ đen là anh Nguyên Vũ không qua được em à. Bây giờ lại team đang hỗ trợ nè. Team ở team đang hỗ trợ lấy hai cái đèn ra. Hai cái đèn sen đó. Ôi, hai cái đèn, cái này đẹp á. Đèn bát. Khăn giấy khô. Cứ luôn hả chị? Trời ơi, like luôn ha, ghê ha. Hiện tại thì anh Nguyên Vũ cùng với team nhưng mà lấy gì hả chị? Hộp quẹt. Để em, đây có hộp quẹt luôn. Có. Mình chuẩn bị nhưng mà không bằng ta. Trời, cái đèn đẹp. Cái đèn giống cái đèn pha lê. Rồi cái họng nhỏ nè. Cái cắm khói nhỏ. Nguyên cái vàng gà mà. Nguyên cái vàng gà. Bóp vô anh. Bóp vô là nó khít à. Học quẹt hay gì chị? Cái này để chỗ quẹt. Ngay trên luôn. Gặp thôi ha. Đó, cặp đèn dầu mới. Cái dầu này kia. Cái dầu nhiều mà cái họng nó nhỏ đỡ gió. Cái nắp trên đẹp ha. Cái nắp á. Anh cười kìa. Vậy là bữa nay 15 mét đón chính xác luôn. Có khả năng là anh Nguyên Vũ sẽ lên với là chị Hồng Loan. Cuối cùng cái dự đoán hành này hiện thực luôn. Không tin được cái dự đoán của mình. Sao bị vàng tiền chứ gì hết. Thiệt chị. YouTube mà quét chị. Cái này nó luôn hai bông nè. Cái này mình mới cầm không được chứ.
Bây giờ chị hai bông ra ha. Tự tay nhờ ekip hỗ trợ trước. Chị Hương với anh Ngọc đang hỗ trợ lấy đá ra. Buồn thì ở xe la làng, không vô mà ở xe. Trong lúc chờ xử lý thì chị Hồng Loan đi thắp hương. Đang xử lý lỗ âm dương. Thì chú Tiểu xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị thấy video chú Tiểu hay thì xin like và đăng ký kênh cho chú Tiểu. Ra ngoài.